Vâng, và khép lại những thông tin ngày hôm nay sẽ là một nội dung mà chúng tôi nghĩ là nhiều người dân Hà Nội cũng như là khu vực Bắc Bộ sẽ rất là quan tâm. Trong ngày hôm nay, nắng nóng thì vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay 22 tháng 6 thì khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu có mưa rông, sẽ xua tan đi cảm giác khó chịu ngột ngạt trong những ngày vừa qua. Hôm nay 22 tháng 6, khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ bắt đầu từ 11 đến 17 giờ. Tiếp diễn nắng nóng, khu vực Trung Bộ còn có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất là 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp trong ngày từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ, từ nay cho đến ngày 23 tháng 6, ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội khả năng có mưa dông trong chiều và tối nay. Mưa xuất hiện khiến nắng nóng có xu hướng giảm trong hai ngày 23 và 24 tháng 6. Tuy nhiên, sẽ trở lại nắng nóng cao điểm ngày 25 và 26 tháng 6.